Đây anh chị thấy ha, đây là cái căn nhà mà hôm nay chủ nhờ em quay bán lên cho anh chị mình xem nè. Phía trước mình là đường ô tô 16 chỗ luôn nha anh chị. Được cái phía trước mình có một cái con kinh tiêu để cho anh chị mình thoát nước ra vô tưới tiêu bên trong, hoặc là mình thoát nước xài đâu cũng được luôn. Và được cái là bên hông mình còn một khoảng đất trống nữa nha anh chị, cho anh chị mình về có thể trồng cây cảnh đâu này kia hay gì cũng được, hoặc có thể tách ra cho con cho cháu anh chị mình gì cũng được luôn. Tại vì nhà mình có tới 300 mét vuông thổ cư lận. Anh chị nhìn thấy ngôi nhà ở dưới thì cũng có lót gạch đồ này kia, nhìn thấy cũng đẹp. Đó anh chị nhìn nè. Đó, xung quanh đây thì mình cũng có nhà nữa nha. Thôi để em sẽ vô chi tiết video cho anh chị mình xem nha. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Định nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình ngôi nhà này nè. Nó tức màn hình anh chị đang nhìn, đó là đi hướng ra đường huyện lộ 38 nha anh chị. Khoảng cách đâu đó tầm khoảng 50m là tới ngay huyện lộ 38 luôn. Và ra đó anh chị ghé về quốc lộ 1A, rồi ghé về đường huyện lộ 33 ra quốc lộ 1A rồi cũng được hết luôn. Nói chung mình ra đường huyện thì mình đi qua thông qua đường huyện rồi ra đường quốc lộ, rồi một hướng qua đường tỉnh đâu cũng được nữa nha anh chị. Nhưng mà cái hướng đó anh chị cũng đi thông nhiều ủy ban dân xã Long Định cũng được. Nhưng mà đi đó thì mình phải bo qua một cái dòng theo đường nhựa thì nó hơi xa nha. Chút nữa anh chị sẽ đi cái đường hướng ngược lại bên đây á, thì sẽ về ủy ban dân xã Long Định thì nó rất là gần luôn. Còn sau này anh chị đi chợ thì đưa ra đường đó anh chị đi lên chợ chợ Huệ, hay là anh chị qua chợ ngay chỗ qua chợ Bắc đâu cũng được. Ngay vị trí này thì nói chung là mình đi được nhiều cái chợ lắm. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, điện nước và wifi đều có đầy đủ luôn. Cho nên vấn đề điện nước và wifi anh chị mình an tâm. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này anh chị đi thông thẳng ra ngay quốc lộ 1A luôn. Ra đó anh chị ghé về ủy ban dân xã Long Định, ngay đó có chợ, có đầy đủ tiện ích luôn á. Thì đâu đó tầm khoảng 3km nha anh chị. Thì ra đó rồi anh chị cũng đi về thành phố Mỹ Tho rồi luôn. Nhưng mà để chút nữa em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem chi tiết luôn. Còn cái ngôi nhà mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay á, thì cái ngôi nhà này đó đây ha, phía trước mình có cảnh view kinh tiêu luôn. Tính từ ngay mí đó nha anh chị, mí cột luôn, mình đi ngang qua mình có 15m49 mặt tiền, và phía sau hậu mình là 16m55, mình ở hậu nha. Và cạnh bên đây tính mặt tiền nhìn vô là cạnh phía bên trái á, mình đi sâu vào là 30m50, còn cái cạnh phía bên kia thì mình đi sâu vào là 31m. Nó để em đi tới luôn cho anh chị mình xem. Cho nên nó có tổng diện tích là 491m², trong đó có 300m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Nó mình đi tới ngay chỗ cái vị trí này, mình có cái cổng gào luôn. Nó mình ra ngoài đó nhiều nhà lắm nha, nhưng mà sát bên đây thì mình có cái mí đồng à. Đó đi đó đó, cạnh nó đi sâu vào là 31m đó anh chị. Thì cái vị trí này cũng phù hợp cho anh chị về mua để ở. Rồi sau này anh chị có ô tô bự, ví dụ 16 chỗ anh chị chạy vào cũng được luôn. Ở 16 chỗ thì mình phải sửa cái cổng lại nha. Còn 7 chỗ thì cái cổng này có thể vào được nè. Được cái phía trước mình có một cái con kinh tiêu nè, để thoát nước ra vô tưới tiêu luôn đó. Và cũng cái hướng này, em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 22 phút, khoảng cách là 13 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 13 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà mình, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 32 phút, khoảng cách là 59 km. Đó, chỉ có 59 km là anh chị tới ngay cái vị trí này nha, tính từ bến xe miền Tây anh chị mình về. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps. Còn bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết bên trong cụ thể cái ngôi nhà của mình luôn. Đó, cái vị trí này thì cũng có hàng rào, bên đó còn khoảng trống. Cái cổng này hơi nhỏ nhưng 7 chỗ có thể vào được lọt rồi nha anh chị. Còn sau này anh chị mà mua ô tô bự hơn 16 chỗ á, thì mình nới cái cổng ra cho nó rộng ra mình mới vô được. Thì nói chung ngồi như nhà của mình thì nói chung là gọi là cũ thì nó cũng không cũ, mà mới quá thì nó không mới.
nói chung nó cũng tầm trung trung. Nếu anh chị về anh chị có thể là bổ sung thêm, chẳng hạn như mình chỉnh sửa lại cái phần, ví dụ như mấy cái cột này cột tròn thì anh chị cũng có thể thổi BU vô cũng được. Còn nghe đó miếng nhọn đó thì anh chị để vậy cũng được luôn, thấy cũng đẹp rồi. Còn phía trước mình muốn làm tiền chế cho nó mát mát thì làm, còn không làm mình để vậy thì cũng được. Có một cái là mình phải đóng la phong lại nha anh chị. Đóng la phong thì nhìn cái ngôi nhà nó mới đẹp hơn. Đó ha, anh chị nhìn thấy nè, ở đây thì chủ cũng đã có lót gạch phía dưới rồi. Còn phía trên tường thì chủ sơn. Còn cửa là cửa gỗ nha anh chị. Nó cửa gỗ thì làm cái kiểu có kiến để nhìn thấy bên ngoài luôn thì cũng được. Ở đây là tính cái phòng khách. Ở quê thì cái phòng khách này cộng với cái phòng thờ chung nha. Đó, nhưng mà thường thì người ta phòng khách này để tên cũng ít mở cửa lắm á. Người ta cũng xuống ngay chỗ cái phòng, ngay chỗ cửa đi. Người ta mua cái bộ ghế salon người ta để á, thì người ta cũng tiếp khách ở dưới đó luôn. Hoặc là tiếp khách ở ngoài hành lang. Còn nếu mà mình có làm thêm tiền chế thì đôi khi ra ngoài trước tiền chế thì nó cũng thoáng hơn nữa. Cái địa chỉ cụ thể của mình là xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này có tổng diện tích là 491m², trong đó có 300m² thổ cư. Ngang mặt tiền đường của mình 15m49 và phía sau hậu mình 16m55, mình ở hậu nha. Mình có một cạnh đi sâu vào là 30m50 và một cạnh đi sâu vào là 31m. Giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán giá là 1,6 tỷ nha anh chị. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em theo số điện thoại 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này, được anh chị gặp chủ để thương lượng để mua nha. Nói chung thì phòng thì nó cũng gọn gọn, thì nó cũng không quá to mà nó cũng không quá nhỏ, nó cũng vừa nè anh chị thấy nè. Đó, phòng vậy thì nói chung là mình ở cũng được rồi. Ở rộng bên phòng thì bên ngoài nó hẹp, còn rộng bên ngoài thì trong phòng nó hẹp nha. Bên trong thì chủ cũng có ốp gạch lên đâu đó tầm khoảng 1m6. Còn phía trên thì sơn. Còn ở dưới thì cũng có lót gạch đồ rồi. Nhưng mà được cái đường mình là đường ô tô, xe 16 chỗ anh chị chạy vào thoải mái luôn nha. Cho nên cái vị trí này em thấy nó cũng rất là đẹp luôn. Nó hai phòng ngủ. Rồi phía sau mình có cái chỗ nấu nướng nữa nè. Có cái cửa phía sau nữa. Rồi anh chị muốn nới rộng thêm căn nhà này thì mình nới dài ra phía sau cũng vẫn được nha. Ngay đây thì chỗ để bếp ga. Rồi chỗ để bếp ga trên đó ha. Nấu nướng đồ ở đây cũng được. Thì chủ cũng có làm rồi. Mấy cái đó là để chén tổ đồ cũng được. Được cái phía sau mình còn không gian này nữa nè. Nên chị sau này muốn nới rộng ra thêm á, mình làm nhà sau ngoài này thì cũng được luôn đó. Mình dài ra mút ngoài đó luôn. Thì giá là 1,6 tỷ, em thấy nó cũng phù hợp. Tại đường mình là đường ô tô bự 16 chỗ nha anh chị. Đó, mình có hàng rào được kiên cố xung quanh rồi. Ngay đó thì nó cũng cao cao. Phía bên hông mình có một cái ao. Sau này anh chị cũng có thể vét lên làm nhà vườn ao cá cũng được luôn. Còn không thì sát kênh thì anh chị mình bơm cát vô lấp. Rồi mình làm thêm cái gì tầm kiển đồ bên ngay vị trí đó cũng được nha. Nó còn giác thì mình làm nhà thủy tạ ở đây, mình nuôi cá ở dưới. Mình ngồi trên nó mát cũng đẹp. Đó, anh chị thấy đó, nhìn thấy vậy chứ mình giác lên nó cũng đẹp lại à. Tại chủ đang kêu bán á, rồi chủ quăng mấy cái tàu dừa nó rụng xuống dưới đó rồi bỏ luôn, không có giác lên, nhìn thấy nó không đẹp nha. Cái bên hông mình thì cũng có ngôi nhà. Đó, đây thì có cây dừa tái cũng rất là sai luôn nè. Đây là phía bên hông mình còn nguyên một khoảng đất trống này, anh chị gì có thể ra riêng cho con anh chị gì đó cũng được luôn nè. Ê, nhà mình có thổ cư thì mình cắt ra được bình thường nha anh chị. Mặc dù diện tích nhỏ nhưng mà mình cắt ra làm hai cũng vẫn được luôn. Tại trong đất mình có tới 300m² thổ cư lận. Ngôi nhà mình là dư, nhà mình rộng đâu đó chừng tầm hơn mét vuông à. Ở đây thì cột tròn, anh chị không muốn sơn vậy nữa, anh chị về thổi BU. Ví dụ bây giờ thổi kiểu mà giả gỗ nhìn thấy đẹp lắm nha anh chị. Rồi nếu anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Định của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ ngay cho em số điện thoại trên màn hình nha. Hoặc kết bạn Zalo với em số đó, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Nói giá của cái căn này là chủ đang kêu là 1,6 tỷ nha anh chị. Tổng diện tích 491m², tức là mình gần nửa công đất nha anh chị.
gần 500 mét vuông, 500 mét vuông là nửa công đất. Mà mình có 491 à. Mình thiếu 9 mét vuông nữa thì mới được nửa công. Còn cái phía trước mình được hưởng nha, phía trước là của nhà nước nhưng mà anh chị mình được sở hữu phía đó nha. Chẳng hạn như mấy cái vườn phía trước là anh chị mình hưởng đó. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ và ngôi nhà này thì liên hệ ngay cho em nha. Còn bây giờ em cũng xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.